tính kho để phần mềm cập nhật giá trị xuất kho. Hiện tại là giá xuất kho chưa thể hiện nên là mình sẽ phải vào phân hệ kho tính giá xuất kho. Tính giá xuất kho xong thì mới đi tính giá thành được. Trước khi tính giá thành phải tính giá xuất kho, kiểm tra xem kho có bị âm kho hay không. Vào phân hệ kho chọn tính giá xuất kho. Chọn khoảng thời gian cần tính, ở đây mình là quý 1 nên là mình chọn quý 1. Thực hiện. Không được sao lưu. Chị Kim Anh có thể thực hiện luôn ở trên máy của chị. Vào phân hệ kho chọn tính giá xuất kho ở góc bên trái. Tính giá xuất kho hoàn thành thì nhấn OK và nhấn Mà kết thúc. cái mà chị chọn vô nó báo là khi thực hiện tính giá xuất kho người thường khác sẽ không thể thực hiện được. Yes. Không cần sao lưu đâu. Sao lưu hơi lâu. Rồi, tính xuất kho hoàn thành, nhấn OK và nhấn kết thúc. Và báo cáo phân tích này, nhấn chọn báo cáo này. Chọn sổ chi tiết vật tư hàng hóa đi cho dễ. Ghi báo cáo, chọn là quý 1, chọn không nguyên vật liệu trước. Và tích chọn tất cả, nhấn đồng ý. Không nguyên vật liệu này. Nhấn đồng ý này. Kiểm tra xem có số lượng nào bị tồn âm hay không. Thì mình đặt con chuột vào trên này. Nhấn dấu nhỏ hơn. Không. Đấy. Nếu như thế này là không có mặt hàng nào bị âm. Kiểm tra xem có cái số lượng nào xuất ra mà chưa lên giá trị hay không. Số lượng chọn lớn hơn không. Giá trị chọn bằng không. Đấy, là không có cái nào. Số lượng lớn hơn không mà giá trị bằng không thì là sai. Hoặc là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng không. Cũng không có. Còn nếu như trong trường hợp, mọi người lưu ý nha. Nếu như trong trường hợp mà cuối kỳ còn tồn, nhưng trong kỳ nó lại bị âm, thì tức là ngày nhập nó đang sau ngày xuất, tức là ngày nhập nguyên vật liệu đang sau ngày xuất nguyên vật liệu, thì lúc đó mình sẽ phải dịch chuyển cái phiếu nhập này. Ví dụ như là cát đúng không? Bây giờ cho ví dụ là xuất kho cát này, ngày mùng 2 tháng, ví dụ xuất kho cát. Nếu như mà mình muốn cố tình mình muốn cho xuất âm thì vào hệ thống này thì chọn này tư hàng hóa này, tích vào cho phép xuất khóa số lượng tồn, quay lại thằng kho báo cáo phân tích. Xuất kho đây cái này nhé, lúc đầu mình chưa tích cho phép xuất khóa số lượng tồn thì khi ghi sổ mình sẽ không ghi được, nhưng mà bây giờ mình tích vào cho phép xuất khóa số lượng tồn tức là cho phép xuất âm thì mình ghi sổ cho ghi bình thường mà nó không cảnh báo, nhưng khi mà mình vào cái sổ chi tiết vật tư hàng hóa mình sẽ thấy nó sẽ báo âm. Khi mà nó báo âm như thế này thì một là mình phải lấy thêm hóa đơn đầu vào, bởi vì các ngày cuối cùng của kỳ báo cáo nó bị âm. Âm tức là đang thiếu vật tư. Nhìn cột số lượng nhé, đây là cột số lượng. Âm đang thiếu số lượng thì mình phải lấy hóa đơn đầu vào. Còn trong trường hợp xuất âm ở trong kỳ nhưng mà cuối kỳ vẫn tồn, ví dụ như là ở đây mình xuất ra khoảng tầm 50 thôi. 54 đi. Để cho nó âm ở trong kỳ ấy mà. Đây, nhìn rõ cái trường hợp. Đây lúc này mình xuất 54. Rõ ràng tồn 53 mình xuất 54 vẫn cho ghi bình thường bởi vì mình nhấn cho phép xuất qua số lượng tồn. Lúc này nhấn nạp. Nhìn cái phần cát mình muốn thể hiện là cái dòng cuối cùng này nó vẫn dương. Mình cho thêm một cái phiếu nhập kho nữa.
Số lượng là 6.000 đi. Ví dụ khác này, ở đây của nó là trong kỳ âm về số lượng nhưng cuối kỳ số lượng nó vẫn tồn, tức là cuối kỳ này nó tồn, mình không phải cứ âm như thế này là mình đã lấy thêm hóa đơn đầu vào, mà trong khi đó mình lấy hóa đơn đầu vào rồi, cuối kỳ nó đang tồn nhiều nhưng trong kỳ nó vẫn âm. Nếu âm như thế này thì tính nó sẽ không chính xác, do đó để mà nó không bị âm thì cái ngày nhập đây này mình phải dịch về trước ngày xuất. Ví dụ như ngày nhập kho này, mình nhập kho ngày 15 tháng 3 mà ngày mùng 2 tháng 2 mình xuất kho đang bị âm ở ngày mùng 2 tháng 2 đây. Thế thì bây giờ mình phải tích con chuột vào ngày 15 tháng 3 này. Mình nhấn bỏ ghi và mình nhấn sửa. Nhưng mà ở trong này mình làm phiếu nhập và mua hàng. Mua hàng, chứng từ mua hàng, nhập kho. Đây lúc đầu là mình để mùng 15 tháng 3 đúng không? Đây nó đang âm như thế này. Đấy. Mà ngày 15 tháng 3 mình mới mua về. Vậy bây giờ mình phải dịch ngày nhập này về trước ngày mà bị xuất âm. Ngày bị xuất âm ở đây là ngày mùng 2 tháng 2. Đấy. Dòng đầu tiên bị âm. Vậy bây giờ tích chuột vào ngày nhập, phiếu nhập kho ngày 15 tháng 3. Nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Ở đây mình sẽ phải sửa về ngày mùng 1 tháng 2. Nhưng chỉ sửa ngày hạch toán, ngày chứng từ, còn ngày hóa đơn vẫn phải giữ nguyên là ngày ở trên hóa đơn. Nhấn cắt. Lúc này vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa, chỗ vật tư cát này sẽ không thấy còn tồn âm nữa, và cuối cùng nó vẫn tồn dương bằng đúng cái giá trị ban đầu. Trên sổ sách phải đảm bảo không chỗ nào bị âm thì như vậy số liệu tính giá thành nó mới chuẩn. Cái xử lý âm kho ấy là trên sổ này không được âm. Đấy. Và nếu mà âm ở đoạn nào thì dịch ngày phiếu nhập kho lên trước cái ngày xuất bị âm đó. Dịch bằng cách nào? Tích vào những cái phiếu nhập kho ở đằng sau các phiếu xuất kho mà bị âm đấy. Tích vào cái phiếu nhập. Sửa ngày hạch toán, ngày chứng từ về trước ngày xuất kho bị âm, ngày hóa đơn giữ nguyên là được. Còn nếu mà cuối cùng ngày mà nó âm thật thì mới là phải lấy thêm hóa đơn đầu vào. Kho A bây giờ kho xóa cái này đi đấy, không lại lẫn vào cái số liệu của mình. Rồi. Sau khi tính kho nguyên vật liệu xong, kiểm tra kho nguyên vật liệu không âm thì lúc đó mình mới đi tính giá thành. Tính giá thành ấy thì trước khi tính giá thành thì phải kiểm tra thứ nhất công cụ dụng cụ đã đúng hay chưa, phân bổ đầy đủ hay chưa, tài sản cố định phân bổ đủ chưa, tính khấu hao đủ hay chưa. Đấy. Rồi lương phản ánh hạch toán lương hết chưa, bởi vì những cái này nó liên quan đến 154 và 154 này là phải tính giá thành, thế nên phải kiểm tra các cái chi phí đó. Còn theo thông tư 200 thì những cái chi phí mà để tính giá thành nó sẽ là 621, 622, 627. 621 là nguyên vật liệu trực tiếp, 622 là nhân công, 627 là chi phí chung. Đối với việc mà tính giá thành như hôm trước có nói cái sự khác nhau ấy, cái sự khác nhau giữa 154 với 621, 627
Liên còn cái file đấy không nhỉ? Liên mở thử xem nào. Còn đây. Đúng rồi đấy. Đây là các bước để tính giá thành đây này. Tất cả những cái chi phí theo thông tư 133 thì tập hợp hết vào 154. Còn thông tư 200 thì tập hợp 621, 622, 627. Và cuối kỳ thì được kết chuyển 621, 622, 627 thì được kết chuyển sang 154. Và từ 154 sẽ kết chuyển sang 155. Tức là cái thông tư 200 này nó sẽ thêm một cái bước kết chuyển chi phí này. Và còn thông tư 133 thì nó được kết chuyển sang tài khoản 155. Là nợ cho tài khoản 155 có tài khoản 154. Và cái này cũng được hạch toán như vậy. Như vậy là bên thông tư 200 này nó sẽ thêm một cái bước này thôi. Lúc này mình sẽ phải kiểm tra các công cụ và tài sản cố định lương kho sẽ phản ánh đúng hay chưa. tính giá thành này là mình cũng tính theo quý luôn đúng không? Đúng rồi, tính theo quý. Sau khi mà kiểm tra xem là hạch toán đầy đủ các chi phí hay chưa thì mình kiểm tra kho xem là có sai cái sót cái nào, nó không còn thiếu, còn thiếu hay thừa các cái phiếu nhập phiếu xuất hay không. Đây lệnh sản xuất này, một lệnh sản xuất thì đi với một phiếu xuất kho và một phiếu nhập kho là đúng rồi. Còn cẩn thận hơn ấy thì mình sẽ click vào để mình xem là có đúng một phiếu nhập và một phiếu xuất hay không. Thứ hai đó là tìm kiếm xem các nghiệp vụ hạch toán 154 chọn đúng khoản mục chi phí hay không. Và tìm kiếm chứng từ. Chọn từ ngày đến ngày, cập nhật nhấn thêm. Nợ tài khoản 154. Cái này chỉ thông tư 133 mới sử dụng. Nhấn cập nhật, nhấn tìm kiếm. Còn thông tư 200 nó hạch toán thẳng 621, 622, 627 rồi không cần phải tìm kiếm. Bởi vì nhiều khi ấy, cái này nó là sản xuất nên là mình chọn khoản mục chi phí là máy thi công chẳng hạn là tí nó tính giá thành nó không lên. Thế nên là chẳng may mình chọn sai khoản mục ấy, nó không lên. Kéo thanh cuốn sang bên phải này. Khoản mục ở đây thường nó sẽ là nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung. Nhưng nếu nó có máy thi công thì mình kiểm tra lại xem là máy thi công nó là cái gì. Tập hợp cho dịch vụ hay là tập hợp cho sản xuất. Nếu mà tập hợp cho sản xuất là bị sai. Sai thì phải click vào chứng từ ở trên này chẳng hạn. Xong rồi là sang thống kê để mình chọn lại khoản mục chi phí cho đúng. Thứ nữa là kiểm tra xem khoản mục chi phí được chọn đủ hay chưa. Thì mình nhấn vào cái chữ trống này này. Tất cả các cái nghiệp vụ liên quan đến nợ 154 mình đã chọn đầy đủ khoản mục chi phí rồi. Là ok. Tiếp theo là được chọn thành phẩm hay chưa. Đối với xuất nguyên vật liệu trực tiếp, chọn lọc nguyên vật liệu trực tiếp này. Thường nguyên vật liệu trực tiếp xuất sẽ áp tập hợp cho thành phẩm. Nhưng ở đây nhà chọn trống. Có hai dòng tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp nhưng lại không chọn là thành phẩm. Thì mình phải xem nó là cái gì. Thì lúc này tích vào đây. Mua dầu DO. Dầu DO nếu mà không tập hợp cho công trình nào hoặc là tập hợp cho chi phí nào thì cái này mình phải chọn khoản mục là sản xuất chung. Lúc này mình phải nhấn bỏ ghi nhớ sửa và chọn sản xuất chung. Sản xuất chung lúc này mình dùng cho sản xuất chung, sản xuất chung mua ngoài sản xuất. Thằng dưới này cũng thế. Cũng nhấn bỏ ghi nhớ sửa. Sản xuất chung rồi cho sản xuất. Nếu như mà mình chọn là nguyên vật liệu sau này nó phân bổ không chuẩn. Bởi vì là khi mình tính giá thành theo phương pháp giản đơn, mình được phân bổ theo tiêu thức chính là nguyên vật liệu trực tiếp. Đấy. Nếu mà chọn nguyên vật liệu trực tiếp mà không chọn đối tượng hoặc công trình thì khi tính giá thành nó sẽ bị sai. Do đó phải kiểm tra lại và chọn lại cho đúng. Xong rồi thì nhấn kết thúc và thực hiện tính giá thành. Thì vào phân hệ giá thành chọn sản xuất liên tục giản đơn. Lần lượt thực hiện bước 1, bước 2. Đấy là cái cách tính giá thành. Bước 1 tính giá thành làm quý nào chọn quý đó. Quý 1 chọn quý 1 lấy dữ liệu. Để chắc chắn rằng những cái thành phẩm này được lên hết đầy đủ rồi thì nhấn vào chữ chọn này để xem còn cái thành phẩm nào ở trong này không. Còn thì mình tích chọn nốt và nhấn đồng ý. Nhấn cất. Thì giá thành sẽ hiển thị ở trên sản xuất liên tục giản đơn.
Bước 2 tính giá thành. Chọn đúng kỳ tính giá thành cần tính, nhấn đồng ý. Ở đây sẽ phải phân thức bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp. Nhấn vào chữ phân bổ. Khi phân bổ thì tất cả 10 thành phẩm này đều phải có số tiền. Sao cái này lại không có số tiền này? Thành phẩm nào mà không có số tiền là thành phẩm đó đang sai, đang không được tập hợp chi phí vào thành phẩm đó đấy. Ở đây của Liên là đang bị sai này. Chắc là thành phẩm này không có trong kỳ đúng không? Trong kỳ không có mua vào, không có bán ra hoặc không có sản xuất liên quan đến thành phẩm này thì đương nhiên là nó sẽ không có, không được phân bổ. Rồi ok. Rồi này, nhấn tiếp theo này. Nhấn tính giá thành này. Cập nhật giá nhập kho này. Mục đích của việc cập nhật giá nhập kho và cập nhật giá xuất kho này này là để phần mềm cập nhật lên cái chỗ giá vốn nợ 632 có 155 ở trong phần bán hàng bên tab giá vốn ấy. Nó thể hiện giá vốn của thành phẩm đấy. Cập nhật thành công thì nhấn cất. Ok. Đấy. Bây giờ mình vào cái phần kho này. Mình sẽ thấy được cái chỗ phần giá trị số tiền ở trên phần bán hàng hóa này này. Nó đã lên được số tiền đây này. Và khi đó mình vào cái phần báo cáo phân tích về kho kho thành phẩm. Không chọn kho nguyên vật liệu nữa mà chọn kho thành phẩm. Thì phần mềm cũng lên giá trị cho mình luôn. Đấy. Và ở đây có giá trị tồn là 71 triệu của Liên là không đúng rồi. Thành phẩm này không có số dư đâu. Cái này này. Xuất bán sao lại có 1 nhỉ? Đó là để sai rồi. 740. 110. 1121. Tại điền cái đơn giá kia là thành tổng tiền chưa thuế nên là thuế nó mới đúng. Nếu mà khi mà mình có chỉnh sửa như thế thì lúc đấy mình sẽ phải vào kho mình tính lại kho để phần mềm cập nhật lại. Này nhấn nạp lại này. Tồn của nó còn không. Đây này, nhìn dòng cuối cùng đây này. Là tồn không, không còn cái gì. Là đúng. Bởi vì thành phẩm bê tông này nó không có số lượng tồn. Đến nơi hết đến đấy. Còn nếu mà nó có tồn ấy thì mình phải kiểm tra xem là đúng phải những cái thành phẩm đấy là mình chưa bán ra hay không. Thế thôi. Đấy là cái quy trình mà tính giá thành và muốn xem các báo cáo về giá thành. Và phân hệ giá thành chọn báo cáo phân tích. Nhấn chọn báo cáo. Ở đây có rất nhiều mẫu báo cáo thì thường thì sẽ xem rồi tổng hợp chi phí. Theo đối tượng tổng hợp chi phí. Chọn kỳ tính giá thành cần xem. Nhấn đồng ý. Đấy. Đây là tổng giá thành của từng thành phẩm. Cụ thể là nguyên vật liệu bao nhiêu, nhân công và chi phí chung bao nhiêu. Ngoài ra nó còn có các mẫu báo cáo khác thì ai muốn xem mẫu báo cáo nào thì xem. Đấy, tổng hợp chi phí hoặc là sổ chi tiết chi phí sản xuất này, chọn kỳ cần xem này, tất cả các thành phẩm và ở đây phải chọn là 154 theo thông tư 133, còn thông tư 200 thì phải chọn 621, 622, 627 để nó hiển thị hết lên. Không nhấn đồng ý. Ở đây nó sẽ ra được là những hóa đơn nào, ngày nào phù hợp cho thành phẩm này. Đấy là các cái bước mà quy trình tính giá thành mình cần phải làm. Để mà xóa cái bước tính giá thành đi nếu như sai thì cứ vào phần sản xuất liên tục giản đơn này này. Lấy dữ liệu nhấn xóa đi là được. Đấy là cái cách xóa. Cái này còn cái phần dịch vụ bơm bê tông nữa đó. Thế thì ngoài cái việc tính giá thành theo sản xuất liên tục giản đơn thì còn tính giá thành theo công trình nữa đấy. Xác định kỳ tính giá thành này, tính lại. Quý 1 này. Cứ chọn cả này. Cắt này. Tính giá thành này. Phân bổ này. Tính giá thành. Cần giá xuất kho. Cắt này.
Khi mà mình cất rồi thì lên bảng cân đối tài khoản. Nhìn tài khoản 154 vẫn còn số dư đấy. 154 này vẫn còn dư 51 triệu đây này. Tức là mình vẫn còn một phương pháp tính giá thành. Công trình chính là dịch vụ cho thuê bơm đấy. Và phần công trình xác định kỳ tính giá thành. Quý 1. Lấy dữ liệu. Dịch vụ bơm bê tông đây. Nhấn cất. Phân bổ chi phí chung. Ở đây thì không có chi phí chung đâu, bởi vì những cái chi phí đầu vào mình tập hợp thẳng cho dịch vụ bơm bê tông rồi thì nó sẽ không có chi phí chung ở đây nữa, hủy đi. Và nghiệm thu công trình. Mục đích của bước nghiệm thu công trình này là để nghiệm thu bằng nghiệp vụ nợ tài khoản 632 có 154. Để nó giảm 154 xuống. Đây là 6323. Giá vốn dịch vụ và nhấn cất. Dịch vụ bơm bê tông này thì không có chi phí dở dang đâu. Nên là nghiệm thu phần trăm ở đây nó vẫn là 100%. Còn nếu như mà đối với thi công công trình xây dựng chẳng hạn thì nó dở dang bao nhiêu phần trăm thì mình điền tỷ lệ phần trăm vào đây. Làm sao mà doanh thu phải lớn hơn số giá trị nghiệm thu là được. Và lúc này đối với bê tông thì nó không có dở dang của công trình, cũng không có dở dang của sản phẩm. Nên tài khoản 154 nó hết. Đây, tài khoản 154 cuối kỳ không có số dư. Còn nếu như đối với công ty mà có chi phí dở dang, thì sau khi xác định chi phí dở dang trong phần giá thành, nếu như mà đối với sản xuất, thì chi phí dở dang mà muốn xem thì có thể vào phần giá thành. Trong phần tiếp theo, nếu như có dở dang thì xác định dở dang ở đây. Thì phần mềm tự tính ra nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung là bao nhiêu thì nó sẽ xác định được chi phí rõ ràng ở đây, thì mình có thể xem ở đây. Đấy là đối với sản xuất. Còn đối với công trình muốn xem chi phí rõ ràng thì vào báo cáo phân tích, nhấn chọn báo cáo, chọn là tổng hợp lãi lỗ theo công trình, chọn kỳ mà cần xem, tích chọn vào các cái dịch vụ. Đây nếu như có rõ ràng thì phần mềm sẽ hiển thị ở trên cột rõ ràng cuối kỳ này. Đó, đó là cách xem báo cáo về giá thành.